Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn xin chia sẻ đến quý ông bà, cô bác, anh chị em về nguyên nhân tại sao Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị bắt giam và giam ngục tù và cải tạo suốt 13 năm trời. Đó là câu chuyện xoay quanh những căng thẳng về vụ bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó Sài Gòn. Ngày 7 tháng 1 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa mất quyền kiểm soát tỉnh Phước Long, địa điểm có vị thế cửa ngõ tiến vào thành phố Sài Gòn. Nhận định được tình hình quân sự phức tạp, khâm sứ tòa thánh Henry trao đổi với Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn lúc đó là Phaolô Nguyễn Văn Bình về vấn đề Tổng giáo phận cần có một Tổng giám mục phó. Theo ý của giáo hoàng Phaolô thứ 6, vị này cần có các tiêu chuẩn như sau: tuổi không quá nhỏ hoặc quá lớn, có tinh thần sống chung, hợp tác với chính quyền mới. Vào tháng 4 năm 1975, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình 5 lần yêu cầu khâm sứ tòa thánh Henry xin tòa thánh bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng giám mục phó Sài Gòn. Chiếu theo đề nghị của khâm sứ, ngày 24 tháng 4 năm 1975, tòa thánh bổ nhiệm giám mục Thuận làm Tổng giám mục hiệu tòa Verdesi, chức vị Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Cùng với tin bổ nhiệm này, tòa thánh cắt đặt giám mục giáo phận Phan Thiết Phaolô Nguyễn Văn Hòa làm giám mục kế vị ông tại giáo phận Nha Trang. Do tân Tổng giám mục phó Thuận là cháu trai của cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và việc bổ nhiệm này chỉ xảy ra vài ngày trước khi kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Do đó, việc bổ nhiệm này bị nhóm công giáo cánh tả phản ứng mạnh mẽ. Đối với chính quyền mới, việc thuyên chuyển này là âm mưu của Vatican và các nước đế quốc. Tổng giám mục Thuận bị bác bỏ cáo buộc trên. Sau sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, cha Nguyễn Văn Thuận tạm hoãn về Sài Gòn. Đến ngày 7 tháng 5 thì ông mới về thành phố này để nhận nhiệm vụ mới. Trong sách 5 chiếc bánh và 2 con cá do chính ông viết, ông hồi tưởng về sự kiện này như sau. Đêm ấy, 7 tháng 5 năm 1975, khi tôi ghi âm những lời tạm biệt giáo phận Nha Trang, tôi đã khóc nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc thổn thức trong 8 năm ở Nha Trang. Vì thương nhớ, nhưng tâm hồn tôi rất bình an, vì tôi vâng lời Đức Thánh Cha. Tiếp đến là gian khổ thử thách tại Sài Gòn. Trong một vụ xả từ giáo phận Nha Trang, Đức cha Nguyễn Văn Thuận cho biết ông đã vâng lời quyết định giáo hoàng về việc bổ nhiệm mới. Ngày 8 tháng 5, một nhóm 15 linh mục hoặc khoảng 20 linh mục, trong đó có các linh mục Trương Bá Cần, Trần Viết Thọ, Vương Đình Bích, Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, v.v. đã viết thư đến tòa Tổng giám mục gửi cho Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, yêu cầu hoãn bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận. 4 ngày sau đó, văn phòng tòa Tổng giám mục Sài Gòn gửi thư cho tất cả các giáo xứ trong Tổng giáo phận loan báo việc tòa thánh đã bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng giám mục phó Sài Gòn vào ngày 25 tháng 4 và ông chính thức nhận nhiệm vụ mới vào ngày ra thông báo tân Tổng giám mục phó đến chủng viện cùng với Tổng giám mục Bình thăm giám mục phụ tá Francisco Xavier Trần Thanh Khâm. Thì nhóm linh mục gồm 7 linh mục trong số 15 linh mục trên đã đề nghị hoãn việc Tổng giám mục Thuận đến chủng viện và chất vấn Tổng giám mục Bình và yêu cầu Tổng giám mục phó Thuận từ chức ngay lập tức. Họ cho rằng việc thuyên chuyển, bổ nhiệm thì các giám mục Việt Nam có thể tự thu xếp mà không cần đến tòa thánh. Linh mục Stefano Chân Tín, một người bất đồng chính kiến, thừa nhận ông có ký tên trong bản kiến nghị này, nhưng với mục đích xin hoãn việc nhậm chức của Tổng giám mục phó của Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, vì cho rằng
tình hình lúc này quá căng thẳng và có thể gây nguy hiểm đến tân tổng giám mục phó. Một ngày làm việc chất vấn của nhóm linh mục, từ 50 đến 60 sinh viên công giáo đến tòa tổng giám mục Sài Gòn. Tại đây, họ căng 3 biểu ngữ nhằm yêu cầu tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận từ chức. Trưa cùng ngày, một phái đoàn giáo dân đến gặp và đề nghị giám mục Nguyễn Văn Thuận tự nguyện từ chức. Tuy nhiên, các đề nghị trên bị khước từ. Nhóm linh mục và giáo dân này đã tố cáo giám mục Thuận thuộc dòng họ chống cộng và có ảnh hưởng đến phong trào chống cộng. Các bài báo trên báo Sài Gòn Giải Phóng số 29 ngày 8 tháng 6 năm 1975 và bản tin của Đài Phát thanh Sài Gòn Giải Phóng ngày 7 tháng 6 năm 1975 đã đề cập đến việc nhiều tổ chức công giáo, bao gồm các linh mục và giáo dân, yêu cầu khâm sứ tòa thánh Henry phải rời khỏi Việt Nam ngay lập tức và kết án tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận có hành động chống chính phủ cách mạng lâm thời. Ngày 7 tháng 6 năm 1975, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình viết thư xác nhận việc tòa thánh bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận là phù hợp với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ông bác bỏ rằng việc bổ nhiệm là một việc áp đặt, đồng thời khẳng định một số giám mục cũng như bản thân ông đã được tham khảo ý kiến và chính ông đã đồng ý việc bổ nhiệm. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng kêu gọi các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tuân phục quyết định của tòa thánh. Trước tình hình này, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình viết thư gửi đến ông Nguyễn Hữu Thọ là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng gửi ông Huỳnh Tấn Phát là Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định vào ngày 8 tháng 6 nhằm nêu lên một số quan điểm của mình. Trong thư, Tổng giám mục Bình cho rằng các thông tin mà nhóm giáo dân và linh mục đang tuyên truyền là thiểu số, không thể đại diện cho giáo dân công giáo. Các tội gán cho khâm sứ và Nguyễn Văn Thuận là thất thiệt và việc tung tin đồn làm giáo dân bất mãn. Trong nội dung thư, Tổng giám mục Sài Gòn cũng đề nghị chấm dứt chiến dịch tố cáo các giáo sĩ và dừng việc trục xuất Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận mà ông cho rằng là phi pháp. Đến ngày 27 tháng 6 năm 1975, Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định công bố quyết định không cho ông Nguyễn Văn Thuận hoạt động tôn giáo tại thành phố. Trong cuộc họp kéo dài từ 15 đến 19 giờ đồng hồ, Tổng giám mục Thuận đã tiếp xúc với ba cán bộ cao cấp của Ủy ban Quân quản cùng nhóm người công giáo yêu nước. Họ cho rằng việc thuyên chuyển một người có họ hàng với Ngô Đình Diệm vào Sài Gòn lúc thời điểm này là âm mưu của các nước đế quốc. Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định đã ra thông báo ngày 1 tháng 7 tuyên bố không chấp thuận việc bổ nhiệm đối với ông Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận và yêu cầu ông phải về lại nơi cư trú của mình trước đó. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ủy ban Quân quản mở cuộc họp tại nhà hát thành phố để tuyên truyền về âm mưu và buộc tội tân tổng giám mục phó Nguyễn Văn Thuận. Bị mời đến có khoảng 350 giáo sĩ, tu sĩ. Lúc đó là 14 giờ. Hai giám mục của Sài Gòn là Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Thuận đã được đưa đến Dinh Độc Lập. Khi đi dọc hành lang để đến phòng họp, Tổng giám mục Bình đi trước giám mục Thuận thì một công an chặn lại và dẫn giám mục Thuận rời đi. Tổng giám mục Bình đã có cuộc hội kiến riêng với tướng Trà. Khi ra về, khi được hỏi về giám mục Thuận để cùng ra về, Tổng giám mục Bình nhận được hồi đáp của tướng Trà. Như cụ thấy, chế độ này là chế độ cộng sản, tên Thuận là dòng dõi Ngô Đình Diệm. Chúng nó chống phá cách mạng từ trong trứng chống ra, nên không thể để nó ở đây được. Thế là giám mục Thuận đã bị bắt, chỉ mang theo các vật dụng là một tràng hạt và áo chùng thăm giáo sĩ, và bị đưa đi với cung đường 450 km. Giám mục Nguyễn Văn Thuận cho biết, ông có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô đơn, mệt mỏi.
nhưng quyết định sống theo tâm linh của giám mục John Walsh, từng bị tù tại Trung Quốc. Tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Tối cùng ngày, công an đến bắt giám mục Nguyễn Văn Thuận và đưa đến Nha Trang, đến quản thúc tại giáo xứ Cây Vong thuộc xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tại Cây Vong, nhiều công an, cả công khai và chìm theo dõi tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận. Giám mục Nguyễn Văn Thuận cho biết, ông rất đau lòng khi các sinh hoạt mục vụ và các tu sĩ và giáo dân không thể tiếp tục tham gia các sinh hoạt tôn giáo. Ông đã hoàn thành cuốn sách Đường Hy Vọng trong thời gian tại Cây Vong bằng việc biên soạn vào các đêm tháng 10 và tháng 11 năm 1975 trên những tờ lịch cũ được một bé trai hỗ trợ. Ngày 18 tháng 3 năm 1976, Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận bị đưa vào giam tại trại Phú Khánh, Nha Trang. Đây là nơi ông đánh giá là nơi gây cho mình nhiều vất vả nhất. Tại trại giam này, Tổng Giám mục Thuận bị đưa vào một căn phòng không cửa sổ. Căn phòng này nóng ẩm, ngột ngạt, nắm một trắng nền và chiếu. Những điều kiện của căn phòng này làm ông dần mất đi ý thức và mê man. Căn phòng được sắp xếp để có khi được mở đèn sáng như ban ngày, khi lại không có ánh sáng. Khi mưa, có những côn trùng bò vào trong phòng, thông qua một lỗ nhỏ dưới vách. Đó cũng là nơi tù nhân Thuận đưa mũi vào hít thở. Tình trạng của Tổng Giám mục Thuận ngày càng tồi tệ. Có khi cấp dưỡng đã đưa hai linh mục cùng bị giam đến xem mặt lần cuối vì tin rằng ông sắp chết. Đến ngày 29 tháng 11 năm 1976, ông bị chính quyền đưa vào giam ở trại Thủ Đức ngày 1 tháng 12 năm 1976. Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận cùng nhiều tù nhân khác được đưa lên tàu Hải Phòng, được neo đậu tại bến Tân Cảng gần Sa Lộ. Họ được đưa đến trại cải tạo Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú, tọa lạc tại thung lũng núi Tam Đảo. Sau đó, ông được chuyển đến nhà giam công an thành phố Hà Nội. Từ ngày 26 tháng 5 năm 1978, tù nhân giám mục Nguyễn Văn Thuận bị đưa ra quản thúc ở giáo xứ Giang Xá. Tại đây, ông bí mật viết hai cuốn sách Đường Hy Vọng Dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Cộng Đồng Vatican II và Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Ông đã bị quản thúc tại đây đến tháng 11 năm 1982. Cán bộ địa phương tại đây bị điều chuyển liên tục. Bảo vệ cũng vậy, bị thay đổi 2 tuần một lần. Do nhiều người đã bỏ định kiến mà có ấn tượng tốt về giám mục Nguyễn Văn Thuận, Tổng giám mục Thuận từng giữ lại tờ báo Quan Sát Viên Roma bọc cá được gửi đến theo kiểu bưu kiện vì cho rằng đó là sự hiệp thông với giáo hoàng, với giáo hội công giáo. Tuy không bao giờ bị kết án, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận bị 13 năm tù và quản chế, trong đó có 9 năm biệt giam. Sau khi được trả tự do, ông còn bị quản chế 3 năm nữa. Ngoài ra, em ruột của ông là Nguyễn Văn Thanh cũng chịu cảnh bị giam ở nhiều trại tù cải tạo khác nhau. Cuối tháng 2 năm 1977, Tòa Thánh Vatican mới biết thông tin và loan tin vụ việc Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận bị bắt giữ. Ngoài ra, các chi tiết về vụ việc này cũng không được công bố. Theo thông tin từ tờ Catholic News Service, cho biết Tổng giám mục Thuận bị giam giữ trong một căn phòng thiếu không khí và tối, bị ngược đãi, đánh đập và buộc đứng hàng giờ liệt. Tháng 5 năm 1977, có thông tin chân của Tổng giám mục Thuận đã bị liệt và ông mắc bệnh về phổi. Thông tin về sự tôn kính của các tù nhân đối với ông cũng được lan truyền khắp nơi. Trong thời kỳ tù ngục quản chế, giám mục Nguyễn Văn Thuận sử dụng các mẫu giấy vụn nhỏ để tạo thành một cuốn kinh thánh cỡ nhỏ. Ông viết khoảng 300 bài tin mừng vào quyển kinh thánh tự tạo này, gồm những bài mà ông thuộc nằm lòng. Ông dùng 3 giọt rượu và 1 giọt nước đặt trong bàn tay để cử hành nghi thức truyền phép. Nguồn rượu đến từ gia đình, dưới vỏ bọc thuốc chống đau dạ dày để gửi vào trại tù. Bánh được sử dụng trong nghi thức được cắt trong giấy bạc bọc thuốc lá. Cách cử hành thánh lễ trong trại giam phụ thuộc vào hoàn cảnh.
dưới hầm tàu thủy. Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận cử hành thánh lễ ban đêm cho các tù nhân với bàn thờ là túi cối. Tại trại giam Vĩnh Quang, ông dùng thời gian tù nhân đi tắm sau giờ thể dục vào ban sáng, nơi góc cửa và giữa đêm để cử hành thánh lễ công giáo. Các tù nhân công giáo tại trại giam dùng giấy ni lông bọc gói thuốc lá để cắt dấu mình thánh chúa và chia nhau mỗi người giữ trong một ngày. Với việc cử hành thánh lễ trong trại giam, Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận đã hỗ trợ nhiều giáo dân công giáo quay lại với đời sống tâm linh, dùng nhà giam làm nơi giảng dạy giáo lý công giáo, đưa nhiều người không công giáo gia nhập đạo, cử hành nhiều nghi thức rửa tội ngay trong khi trại tù hoặc sau khi được tự do. Ngày 21 tháng 11 năm 1988, một cán bộ đến gặp Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận và yêu cầu ông sau khi ăn cơm phải ăn mặc sạch sẽ để đến gặp một vị lãnh đạo. Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận được gặp ông Mai Chí Thọ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi được Bộ trưởng Thọ hỏi về nguyện vọng của mình, Tổng Giám mục Thuận trả lời rằng mình mong muốn được trả tự do ngay lập tức. Chưa kịp để Bộ trưởng phản hồi, Tổng Giám mục Thuận trình bày về thời gian ở tù đã trải qua 3 đời Đức Giáo Hoàng và 4 đời Tổng Bí thư Liên Xô. Bộ trưởng Thọ sau đó chấp nhận nguyện vọng của Tổng Giám mục Thuận và trả tự do cho ông ngay lập tức, đưa vị giám mục đến quản chế tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận được thả cùng ngày. Tuy vậy, ông không được thi hành các công tác mục vụ. Năm 1989, các giám mục công giáo Việt Nam dự định chọn Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch hoặc tổng thư ký hội đồng giám mục. Tuy vậy, vì lý do sức khỏe, ông phải vào điều trị bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ Việt Nam gửi đại diện là ông Nguyễn Tư Hà vào tiếp xúc với giám mục Nguyễn Văn Thuận, yêu cầu ông từ chối tất cả các chức vụ, dù chỉ là chủ tịch ủy ban hoặc tiểu ban nếu được bầu chọn. Tổng Giám mục Thuận cho rằng nếu được chọn, ông không thể từ chối. Vì lý do này, ông Hà tham dự phiên họp hội đồng giám mục, thông báo chính phủ Việt Nam không muốn thấy Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận được chọn vào bất kỳ chức vụ nào trong hội đồng. Do thời gian kỳ họp trùng với thời gian phẫu thuật, Tổng Giám mục Thuận không thể tham gia họp và các giám mục không thể bầu chọn cho ông. Phẫu thuật thất bại, ông còn bị nhiễm độc. Do đó, bên Roma đã can thiệp, ông được đưa sang Ý để chữa bệnh. Sau vài tuần dưỡng bệnh, về đến Việt Nam, ông bị tịch thu hộ chiếu, bị canh chừng. Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận phải rời khỏi Việt Nam đến Úc để thăm cha mẹ đang sống tại đó. Sau đó, ông đến Roma gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị